Em chào cô chú anh chị các bạn, rất vui được gặp cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của ngày hôm nay. Lời đầu kính chúc cô chú anh chị và các bạn ngày mới thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui. Và hôm nay anh đã có mặt tại chùa Đẹp Thật, thuộc khóm 6, phường 9, thành phố Trà Vinh. Thì hôm nay anh đến đây để quay lễ xuất gia cho cô chú anh chị hoặc là cùng xem. Đây là một lễ hội truyền thống của người dân tộc Khmer mình nhé cô chú anh chị hoặc bạn. Và hôm nay sẽ có rất là nhiều phái đoàn sẽ diễu hành cho chùa Đẹp Thật cô chú anh chị hoặc bạn. Sau khi tập hợp tất cả các phái đoàn sẽ diễu hành bao quận chánh điện và sau đó sẽ vô trong chánh điện làm lễ nha cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại anh đã đang có nghe được tiếng trống và đây là phái đoàn đầu tiên sẽ diễu hành vô chùa Đẹp Thật cô chú anh chị và các bạn. Thì bên cạnh đó có rất là nhiều anh em YouTuber luôn nha cô chú anh chị bạn sẽ đến để quay lễ hội văn hóa Khmer. Và đây chính là trống ngũ âm của chính các bạn. Thì phía bên sau nữa thì có một phái đoàn nữa đang diễu hành vô. Đây là diễu hành là lễ xuất gia xa đi nha có chính các bạn. Thì bây giờ anh sẽ vô bên trong chùa nha để quay chia sẻ cho quý chú anh chị và các bạn cùng xem. Và đây chính là cổng chùa Đẹp Thật hay còn gọi là chùa Sa La Tro quý chú anh chị và các bạn. Trước mặt quý cô chú anh chị và các bạn chính là ngôi chánh điện chùa Đẹp Thật nha cô chú anh chị và các bạn. Nhìn rất là đẹp và hoành tráng quá chú anh chị và các bạn. Phía bên tay trái danh chính là cái sala của chính các bạn. Thì tất cả phái đoàn sẽ tập trung ở đây, sau khi mà đầy đủ tất cả phái đoàn sẽ diễu hành bao quận chánh điện nha. Thì sau khi diễu hành đến nơi thì đội múa chằng và chay giam sẽ tập trung ở đây để nghỉ mệt cho chính vị và các bạn.
phía bên dưới hồ đây là ngọn núi nhân tạo của chúng chị và các bạn. Đây là ngọn núi nhân tạo mang biểu tượng của chùa Địa Thạch nha. Quá hiện đại đã có một phái đoàn nữa đang diễu hành vô của chúng chị và các bạn. Thì phái đoàn này ngũ âm đi trước của chúng chị và các bạn. Đây là một phái đoàn diễu hành sari, cùng ở đó có lễ dân lịch cày luôn cô chú các bạn. Diễu hành sao đi. Này khá nhiều chiếc xe của chú chị quả bạn. Và đây là cổng chùa Địa Thạch hay còn gọi là chùa Sa La Tro. Đây phía bên trong chùa của chú chị quả thì những đội chặn do tước sẽ ra để tiếp đón những phái đoàn còn lại nha. Đội chằng và chơi giam đang chuẩn bị tiếp đón phái đoàn đang diễu hành vô của chương trình bạn. Đó có chú bảo vệ lại đây để chỉ những chiếc xe sẽ để nơi đúng chỗ của chính chị ạ. Đây hiện tại đã có một phái đoàn nữa của chính chị ạ, đang diễu hành vô chùa nè. Thì đây trước là ngũ âm của chính chị ạ. Đây là chiếc xe ngũ âm nha.
là phái đoàn diễu hành lễ thọ giới thiệu khưu của chính trực ạ. Người ta ở phía bên ngoài cổng đường có rất là những mấy đứa nhỏ của chính trực vừa ạ, đang xem có trần khỉ hay không á, đang không có đội mối trần hoặc khỉ ở cho giam không á. Đó đồng. Thì đây là cái cổng chính vô chùa nha. Đây hiện tại đang có một phái đoàn cô chú anh chị và các bạn. Đây là một phái đoàn diễu hành lễ xuất gia Sa Di cô chú anh chị và các bạn. Thì đây phía trước là Ngũ Âm nha. Vừa rồi rất là nhiều phái đoàn vô với những người qua các bạn, nhưng không biết bao nhiêu là phái đoàn nha. Thì vẫn còn phái đoàn diễu hành vô chùa với những người qua các bạn. Một lát nữa anh sẽ quay cho những người qua các bạn xem nha. Để phía bên đây là người ta bán nước mía rất là đông của những người bạn. Thì đây là ngay cái cổng chính vô chùa của những người qua các bạn. Là có đèn mã nèo nè. Ok. Rồi xong. Okay. Thank you.
Thank you.
Hiện tại là hơn 1 giờ các anh chị và các bạn thì đang tập trung để chuẩn bị diễu hành bầu bằng chánh điện nha. Thì phía trước sẽ dẫn đường, sẽ có đội mới chặn ngoài chai giam sẽ dẫn đường tất cả các phái đoàn sẽ diễu hành bao quần chánh điện của chính vị và các bạn. Ôi chụp đẹp quá rồi. Thank you.
Thank you.
dùng người tích đó bạn họ hay về vậy nhưng mà tìm nó còn trong cái này thầy mà còn gì nó vẫn quay chuột thôi bắt đầu tôi tôn một tặng trà để giờ là ngày cao lòng bây giờ thì tôi đang làm tôi tập vào Việt Nam thực hiện các bạn các em chúng ta trong con tên ai của anh này tam biên phòng khu phố quân an các bạn chị mà áp phong nó làm cái thi bằng ông bậc tam bậc tiên đi làm về các cái chuyện anh ta cái chuyện nhà máy cả phiêu bay đi cho ra tên anh trai đâu về công ty đấy trong công ty cũng đang được